chết hết rồi. Con mà đi bộ ấy. Đúng rồi, là qua đi cái tội đi đường giữa đấy. Chị ngồi con nữ hoàng Ai Cập ấy. Nhưng mà Ai Cập là con gì? Là trang phục của nó à? Con Ai Cập mà, con đấy là đi kiểu ấy, đi kiểu như dạ hội. Là điêu thuyền á. Đấy, ăn đi, ok em. Trời ơi, nhìn nhận này. Đâu, em giúp thôi. Bình, để em giúp thôi. Hỗ trợ là con này này đúng không? Ừ đúng rồi, con đấy Elumia là chơi chứ cái đấy đúng không? Ai cầm luôn không có chiếc thuyền à? Thank you.
bốn cái đồ đó trên góc bên bên phải cái ba mà anh hai hai này hỗn sợ luôn này. Con thả gấu của em nhé. Con thả gấu, thả gấu là con gì? Con gì? Con gì? Con gì mà thả gấu? Y là thả gì? Con gấu đi theo ấy. Thả cái con gấu đi theo ấy. Con đó là con Gì? Thì gọi một gấu đi, cắn cái nhớ. Trưởng ạ. Chết rồi kìa. Chưa chết rồi đó chị. Isa. Con đây còn hỗ trợ mà. Con đấy là con Mít. Mít đâu? Có sợ thì nhiều trong cuộc giác kia tay. Đúng rồi. Mít. Cô tiên. Ui, sao mình chỉ gắm các phố đấy. Mít ở đâu ra? Cô tiên gì? Oh.
phải con này không? Đúng rồi, con mà chị biểu là nữ thất Ai Cập đấy. Đây trang phục khác đúng không? Vâng. Con này xanh thì thôi rồi luôn nhỉ. Chấm hết cục, chấm hết luôn. Nhờ điêu thuyền cũng thế anh ạ. Điêu thuyền á? Con nào mà xanh thì chả thế. Con điêu thuyền thì dùng kim chúng khống chế được, không thì vào khoảng gõ cái trên bố. Ôi, trang phục.